tha thứ nhưng không quên kinh nghiệm bản thân cho phép mình dám viết có hai thứ khó quên là tình yêu và hận thù cũng như có hai đối tượng không dễ vôi vai mờ nhạt trong tâm tưởng đó là người yêu và kẻ thù kinh nghiệm này cũng là kinh nghiệm chung của nhiều người trong đó có nhạc sĩ trịnh công sơn người đã viết Tình ngỡ đã quên đi Nhưng lòng cố lạnh lùng Người nỡ đã xa xăm Bỗng về quá thanh thang Tình ngỡ đã phôi pha Nhưng tình vẫn còn đầy Người ngỡ đã đi xa Nhưng người vẫn quanh đây Những bước chân mềm mại Đã đi vào đời người Như tường biến đá củi Rớt vào lòng biển khơi Trong nhạc phẩm tình nhớ quả thực yêu ai ta cũng không dễ quên người đã tha thứ khi họ làm khổ ta không dễ xóa khỏi bộ nhớ việc họ đã làm ta đau khổ tinh thần hay đau đớn thể xác như thế khả năng tha thứ và quên hết việc cũ đáng buồn chuyện xưa đáng tiếc mang một xác suất không cao và không phải ai cũng làm được vấn đề được đặt ra ở đây không phải là quên hay nhớ sau khi đã tha thứ, nhưng là tha thứ rồi quên thì sao? Và tha thứ nhưng vẫn nhớ sẽ thế nào? Trước hết là tha thứ rồi quên. Nếu tha thứ rồi quên hết những mất mát thiệt thòi đau khổ mình phải gánh chịu và quên luôn cả tác giả tác nhân đã gây nên những tổn hại ấy thì quả thật không ai hạnh phúc hơn con người đã tha thứ rồi quên này bởi tâm hồn họ được thanh thản không tơ vương nỗi buồn bị đối xử bất công nhưng vẫn vương nỗi nhục bị người khác xúc phạm người tha thứ và quên đi dễ dàng là người không bận lòng vì những thị phi điều tiếng người khác đồn thổi về mình không nặng lòng vì những vô tình vô ý vô ơn của kẻ chịu ơn mình cũng không đau lòng vì những bất công bất nhân bất nghĩa mà thiên hạ đổ xuống trên mình làm được điều này là thực hiện mỹ mãn của vượt qua chính mình một cách dũng cảm, anh hùng mà không phải người nào cũng làm được. Và vì không phải ai cũng làm được, nên tha thứ rồi quên phải được kể là hành vi đạo đức dành cho những người có tâm hồn cao thượng và ý chí ở mức độ rất cao để vượt qua cái tôi khó quên tội xưa lỗi cũ của kẻ đã làm tổn thương mình. Kế đến, tha thứ nhưng không quên. Đây mới là nan đề, nút thắt khó cởi khi đặt vấn đề. Nếu tha thứ nhưng không quên thì hành vi tha thứ ấy có giá trị đạo đức không? Nói cách khác, có phải cứ tha thứ là phải quên ngay, quên liền chuyện xấu xa, gian ác và người đã làm nên chuyện để mình phải đau buồn thiệt hại không? Để làm sáng tỏ vấn đề cũng là câu trả lời cho vấn nạn được đặt ra. Chúng ta cùng tìm gặp ông Giuse con của tổ phụ gia cóp trong cụ ước để xem nên quên hay nên nhớ sau khi đã tha thứ câu chuyện của ông du xe bị các anh bán sang ai cập được tóm tắt như sau tổ phụ gia cóp có 12 người con trai với bà lê a rachel và hai tớ nữ của hai bà là binha và dinpa du xe và benjamin là hai con của bà ra khen người vợ được gia cóp đặc biệt yêu thương vì ganh ghét sau khi nghe em dư Xe kể về hai giấc mơ của mình mà nội dung của cả hai giấc mơ đều cho thấy tương lai của các anh sẽ phải ở dưới chướng của em áp út dư Xe và chịu sự cai trị của em nên các anh đã nuôi ý đồ loại bỏ em mình một ngày kia thừa dịp dư Xe ra thăm các anh đang chăn chiên ngoài đồng theo lời dạy của cha các anh bèn bàn tính chuyện giết em. Mới đầu là tính giết em, rồi ném sang em xuống giếng. Nhưng may mắn, có đám lái buôn đi ngang qua. Họ đã bán em du xe cho những người này, và du xe bị đưa sang Ai Cập. Ở đây, du xe bị bán cho ông Botipha, là quan thái giám của Pharaoh và là chỉ huy thị vệ. Từ đây, đời du xe bồng bềnh trôi nổi ông bị vợ của quan thái giám cưỡng tình, nhưng ông cự tuyệt và chính bà đã cáo gian với chồng để tống du xe vào tù. Ở trong tù, du xe giải thích giấc chiêm bao của hai quan trước tổ và quan ngự thiện của pharaoh vua Ai Cập. Và đã xảy ra đúng như du xe đã giải thích, một quan được phục chức, còn quan kia bị chém đầu. Đến lượt vua pharaoh chiêm bao, và Giuse được triệu tập từ nhà giam đến gặp vua để giải thích giấc chiêm bao. Qua lời giới thiệu của vị quan được phục chức, tin tưởng Giuse, Pharaoh đã chọn Giuse làm tể tướng để đối phó với bảy năm đói khát sắp tới vì mất mùa. Sau bảy năm được mùa no đủ trên toàn cõi Ai Cập, như vua đã chiêm bao và được Giuse giải mộng. Vào thời kỳ đó kém trong cả vùng Cha con tổ phụ Jacob cũng lâm vào tình cảnh thiếu thốn Nên Yuse sai các con qua Ai Cập để mua thóc lúa Và đây chính là lúc các anh của Yuse đã đến gặp Yuse khi ông nắm toàn quyền trên đất Ai Cập Chúng ta hãy xem Yuse có tha thứ cho các anh của mình không nhé Và nếu có tha thứ Yuse còn nhớ hay đã quên ý đồ tàn nhẫn giết em Và hành vi tồi tệ bán em còn nhỏ dại của các anh mình đầu tiên là Giuse nhận ra các anh và nhớ từng người và nhớ hết mọi chuyện cũ trong kinh thánh ghi rõ giữa đám người đến mua lúa cũng có mặt các con ông Israel tức ông Jacob vì đất Canaan bị đói kém ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông vừa nhìn thấy các anh mình Ông Giuse nhận ra họ ngay Nhưng làm như người xa lạ đối với họ Ông Giuse nhận ra các anh Nhưng họ không nhận ra ông Không nhận ra Giuse là điều dễ hiểu thôi Vì các anh của Giuse Ai cũng muốn quên đi ký ức xã man tàn ác Muốn xóa sạch mọi mặc cảm tội lỗi Vì đã quyết định giết chết em Nhưng giờ chót đã may mắn Bán được em cho người lái buôn xa lạ rồi đồng tình nói dối cha già suốt bấy nhiêu năm là thú dữ đã ăn thịt nó yuse đã bị xé xác rồi không nhận ra yuse vì các anh phải giấu nhẹm hành vi tàn nhẫn đã xử với em mình nên không ai bảo ai họ đều tỏ ra như không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cho đến khi hoàn cảnh đẩy đưa tất cả các anh phải đối mặt với thằng em yuse người mà họ đã toan tính giết chết vì lòng ganh tị kế đến là jose nhớ mọi chuyện và muốn các anh cũng phải nhớ lại mọi chuyện xưa bằng chứng là jose nhớ lại những giấc chiêm bao của ông liên quan đến họ nên nói với họ các ngươi là bọn do thám các ngươi đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này chính lời đe dọa của jose đã làm các anh trột dạ sợ hãi và khai hết ra thế cũng như sự thật đau lòng năm xưa Sự thật mà các ông không bao giờ muốn nhớ lại Đó là một đứa em không còn nữa Khi run rẩy trả lời Tôi tớ ngài là 12 anh em Chúng tôi là con cùng một cha ở đất Canaan Đứa út hiện đang ở với cha chúng tôi Còn một đứa thì không còn nữa Và cứ thế xe dồn các anh vào nghĩa vụ Phải nhớ lại quá khứ Tạo áp lực để các anh phải thừa nhận trách nhiệm về lỗi lầm đã phạm khi đòi cho kỳ được phải đưa đứa em út đến đây trình diện ông. Đồng thời cho lệnh bắt giữ Simeon làm con tin. Quả thực, Giuse đã muốn các anh phải nhớ lại chuyện quá khứ, bởi có nhớ và có nhớ lại, các anh mới hiểu được giá trị của sự tha thứ và lý do tại sao Giuse có thể tha thứ dễ dàng như vậy cho các anh. Tính toán của Giuse đã đạt mục tiêu khi các anh của ông than thở với nhau sau khi ông ra lệnh phải đem đứa em út đến cho ông, nếu không tất cả sẽ phải chết. Than ôi, chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo, nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp phải cảnh nghèo này. Ông Ruben trả lời với họ. Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao Đừng phạm tội hại đến thằng bé Nhưng các chú đã không chịu nghe Bây giờ thì phải đền nợ máu nó Tóm lại Dù sẽ nhớ hết Không quên sự gì Nhưng một mình ông nhớ chưa đủ Ông còn muốn tất cả anh của ông Những người đã nhúng tay vào âm mưu sát hại ông Cũng phải nhớ như ông Và nhớ là bổn phận Nhớ là trách nhiệm Đối với hành vi mình đã thực hiện Và hậu quả đã mang đến cho mình và người khác. Ông đã thành công khi các anh nhận ra điều sai trái mình đã làm. Đó là âm mưu sát hại em, lừa dối cha già bằng ém nhẹm chuyện bán em suốt bấy nhiêu năm để cha già chết dần chết mòn trong than khóc. Nhớ thương đứa con xấu số tội nghiệp, cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ rồi Giuse đã tha thứ mặc dù không quên khi tỏ ra cho anh em nhận ra mình jose đã nói với anh em hãy lại gần tôi tôi là jose đứa em mà các anh đã bán sang ai cập đây nhưng bây giờ các anh đừng buồn phiền nữa đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây sang đây chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Và ngay sau khi cha già cóp qua đời, các anh của Du sợ ông trả thù vì bây giờ cha đã mất, không còn ai bảo đảm cho họ, nên đã sai người đến nói với Du Cha của chú trước khi chết đã chối chăn rằng, các con hãy nói thế này với Du Thôi, Xin con tha tội tha lỗi cho các anh con Vì họ đã gây ra điều ác cho con Thế rồi các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và nói Này chúng tôi là nô lệ của chú Giuse nói với họ Đừng sợ tôi đâu có thay quyền thiên chúa Các anh đã định làm điều ác cho tôi Nhưng thiên chúa lại định cho nó thành điều tốt Để thực hiện điều xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Điều cuối cùng là tại sao Giê-xe có thể tha thứ cho các anh mà không quên điều ác các anh đã làm cho mình. Trong hai câu khẳng định sự tha thứ, Giê-xe đã quả quyết: sợ dĩ tôi tha thứ vì sắc tín Thiên Chúa đã chọn ông để duy trì sự sống, vì tin rằng. Quyền năng của Thiên Chúa đã biến điều gian ác các anh của ông đã làm thành điều tốt lành là cứu sống một dân đông đảo mà Thiên Chúa muốn dùng ông để thực hiện. Như thế, niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa đã giúp Chúa Xe vượt qua chính mình, vượt qua rào cản của báo oán trả thù để tha thứ cho các anh. Mặc dù chuyện xưa, chuyện cũ vẫn hằn sâu, rõ nét trong tâm khảm ông. Nói cách khác, Du sẽ tha thứ vì cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Tha thứ vì biết Thiên Chúa là đấng làm được mọi sự. Tha thứ vì hy vọng vào lòng thương xót của Ngài. Sở dĩ Giuse tha thứ dễ dàng mà không đòi điều kiện hay tạo khó khăn cho các anh, vì không phải đến lúc giáp mặt các anh, ông mới cậy vào Thiên Chúa, mới bám vào quyền năng của Ngài, mới nhận ra bàn tay Ngài đặt trên vai ông. Nhưng suốt cuộc đời ông chấp nhận Thiên Chúa luôn có mặt trên mọi nẻo đường. Ông tin Thiên Chúa luôn đồng hành trong mọi hoàn cảnh, luôn can thiệp với lòng thương xót. Bằng chứng là khi bị vợ quan thái giám pha quyến rũ, ép nằm với bà, Giê-xe đã can đảm nói với bà: Làm sao tôi có thể làm điều ác tẩy đình như thế và phạm đến Thiên Chúa? Khi ở tù, có Đức Chúa ở với ông người tỏ lòng yêu thương ông và cho ông được cảm tình của viên quản đốc nhà tù đến nỗi viên quản đốc nhà tù chẳng ngó ngàng chi đến tất cả những việc đã giao phó cho du xe vì đức chúa ở với cậu và điều gì cậu làm thì đức chúa cho thành công cũng vậy khi hai quan thái giám cũng bị tù xin du xe giải thích sức chiêm bao của họ du xe đã quy chiếu vào quyền năng của thiên chúa mà trả lời giải thích chẳng phải là việc của thiên chúa sao khi giải thích chiêm bao cho pharaoh vua ai cập jose đã quả quyết không phải tôi mà là thiên chúa sẽ cho câu trả lời đem lại bình an cho pharaoh và nhiều lần như thế trước mặt pharaoh jose đều tuyên xưng sự can thiệp của thiên chúa điều thiên chúa sắp làm thì người đã cho pharaoh thấy và chính miệng pharaoh đã nói với triều thần chúng ta tìm đâu được một người như người này một người có thần khí thiên chúa và nói với Giuse sau khi thiên chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy không ai thông minh và khôn ngoan hơn ông cả đến khi gần chết Giuse cũng bộc lộ lòng tín thác tuyệt đối vào lời hứa của đức chúa khi nói với các anh em tôi sắp chết nhưng thế nào Thiên Chúa cũng đưa anh em từ đất này lên đất mà người đã thề hứa với ông Abraham, ông Isaac và ông Jacob. Như thế, dù không quên quá khứ, Giuse vẫn tha thứ cho các anh vì kính sợ Thiên Chúa, bởi kính sợ Chúa đem lại bình an và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Chúa khiến tâm hồn sung sướng hoan hỷ vui mừng và an khang trường thọ. Kính sợ Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp và ngày lâm chung sẽ được hưởng phúc lành. Dù vẫn nhớ một một chuyện cũ, dù xe vẫn thanh thản tha thứ cho các anh, vì tin Đức Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Chính Ngài bảo vệ sự sống của ông và chọn ông làm khí cụ để duy trì sự sống và đem lại sự sống cho nhiều người, trong đó có cha già và anh em ông nhưng quan trọng hơn cả là ở đâu và lúc nào du xe cũng có thiên chúa ở cùng ông cũng có tần ký thiên chúa soi sáng chỉ đường và đây chính là sức mạnh để ông vượt qua tất cả để tha thứ mặc dù vẫn không quên bởi ký ức của ông thuộc về thiên chúa và hướng đến những điều tốt lành nhân ái tóm lại quên hay nhớ không là vấn đề nhưng có thiên chúa trong đời hay không mới là vấn đề bởi nếu có thiên chúa là lý do và động cơ của hành vi tha thứ thì dù có nhớ hay quên tha thứ luôn là hồng ân trọng đại thiên chúa ban cho những ai có trái tim biết mở ra với ngài và với tha nhân trong tin mừng khi tông đột phêrô hỏi thưa thầy nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần có phải bảy lần không đức giê -xu đáp thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy trả lời Pedro và các môn đệ như thế Đức Giêsu đã gián tiếp làm sáng tỏ vấn đề nhớ nhớ quên quên khi tha thứ đó là tha thứ không đòi phải quên vì nếu quên làm sao biết chính xác bảy mươi lần bảy đã tha thứ cho người anh em như kinh cầu hàng ngày dâng lên Chúa có lúc chúng ta xin Chúa đừng nhớ lại có lúc xin Chúa đừng quên bởi đừng quên hay đừng nhớ Chúng ta đều đợi chờ hồng ân xót thương Thứ tha của Chúa như lời thánh vịnh Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thỏ muôn đời Tuổi xuân cho xài bao lầm lỡ Xin Ngài đừng nhớ đến Nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng